thứ tư hàng tháng trên kênh VTV1. Kính mời quý khán giả đón xem. Mảnh đất phía tây tỉnh Hà Giang đã được lựa chọn để gửi gắm những tinh hoa bản sắc. Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến đây chính là không gian trong lành, thoáng đãng và tự tại. Mọi giác quan đều được đánh thức để cảm nhận trọn vẹn hương sắc của núi rừng. Rời bộn bề của cuộc sống, tìm cho mình những phút bình yên trong tâm hồn. Có 3 mục tiêu mà chúng tôi đề ra ngay từ đầu. Thứ nhất là bảo tồn nền văn hóa. Cái thứ hai nữa là bảo tồn thiên nhiên. Cái thứ ba nữa là mình sẽ tạo công ăn việc làm để làm sao cho người dân địa phương phát triển nền kinh tế địa phương. Diện tích hiện tại là 10 ha, nhưng mà chúng tôi chỉ xây dựng trên 2 ha thôi. Còn lại thì hiện nay là vẫn là rừng nguyên sinh, để làm sao cho có một cái môi trường trong lành, tự nhiên. Mỗi vị khách đến đây sẽ cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện như là khách đến chơi nhà vậy.
cảm nhận sự bình yên trong từng hơi thở. Mọi lo toan, bộn bề dường như tan biến hết. Với những giá trị nguyên sơ nhất. Sau chặng hành trình trải nghiệm, hãy thả mình trong làn nước khoáng nóng, thư giãn bản thân và nạp năng lượng cho cơ thể. Ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang trải dài khắp các sườn núi, lắng nghe những thanh âm trong lành từ núi rừng sẽ cho bạn một cảm giác bình yên và muốn quay trở lại. Production, giải pháp truyền thông thương hiệu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Áo, Italia và tọa thánh Vatican.